Postcom Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Như quý vị thấy thì Postcom đang xếp gốm và cây bonsai để chuẩn bị lên Thái Nguyên. Dạ vâng, chỉ ít phút nữa thôi thì chúng tôi sẽ tạm thời tạm biệt Đông Anh và hẹn gặp lại Đông Anh tới năm 2023. Và Thái Nguyên chuẩn bị chào đón Postcom nhá. Dạ vâng ạ. Chỉ ít phút nữa thôi chúng tôi sẽ đến Thái Nguyên và khi đến Thái Nguyên thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn vị trí của Postcom để quý vị có thể đến để chiêm ngưỡng thêm nhiều mẫu đơn, mẫu chậu, cây bonsai và ủng hộ cho Postcom. Vâng, công cuộc thì đã chuẩn bị chuyển đồ từ 6 giờ sáng nay ngày 12 tháng 10 mà vẫn chưa đâu vào đâu và chúng tôi phải thuê tới 2 xe tải to như thế này, quý vị thấy. Gốm thì được xếp rất là công phu vất vả bởi vì gốm thì phải hết sức cẩn thận, nếu không thì sẽ xảy ra những cái rủi ro ví dụ như nứt vỡ. Chúng ta sẽ cùng đi đến phía sau xe gốm. Xe gốm của chúng tôi thì đây, thì quý vị thấy. Hiện nay thì chúng tôi có tổng cộng là 7 người. 7 người đang hỗ trợ xếp. Xếp gốm và bonsai. Như quý vị thấy thì gốm thì đang được xếp rất là cao như thế kia. Vâng ạ. Đấy, gốm thì đang được xếp dưới là đôn và trên là 3-4 thần trọng. Mà cũng không hết được, ngoài ra thì chúng tôi cũng có đặt thêm một xa hàng nữa đang từ Đồng Nai đi ra nữa thưa quý vị và các bạn. Vì thế để lựa chọn mặt hàng thì quý vị có thể lựa chọn thoải mái thưa quý vị. Một lát nữa khi đến với Thái Nguyên chúng tôi sẽ quay video tiếp để gửi tới quý vị và các bạn để biết được vị trí của chúng tôi nhá. Dạ vâng ạ, xin kính chào tạm biệt và một lát nữa chúng tôi sẽ gặp lại quý vị ở video sau ạ. Xin chào.